Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Vốn Công Trình. Trong video ngày hôm trước, tôi đã chia sẻ cùng các bạn về định nghĩa giá vốn của công trình và tầm quan trọng của việc lập giá vốn của công trình. Thì trong video ngày hôm nay, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về cách tính toán các chi phí cấu thành lên giá vốn của một công trình và các bước lập giá vốn của công trình. Các chi phí cấu thành lên giá vốn của công trình. Trong video ngày hôm trước, tôi cũng đã trình bày rồi. Nó bao gồm các chi phí như chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí thiết bị, chi phí gói thầu và một số chi phí phụ khác. Đầu tiên, chúng ta đi vào chi phí vật tư. Chi phí vật tư thì bằng khối lượng vật tư nhân với đơn giá vật tư. Thứ nhất, chúng ta nói về đơn giá vật tư. Đơn giá vật tư thì chúng ta lấy ở đâu? Đương nhiên chúng ta lấy đơn giá vật tư từ bảng báo giá của các nhà cung cấp trên thị trường khu vực quanh công trình chúng ta đang thi công. Tại sao chúng ta lại cần lấy giá vật tư của các nhà cung cấp quanh công trình chúng ta đang thi công? Là bởi vì các nhà cung cấp ở gần thì khi cung cấp vật tư cho công trình chúng ta, chi phí vận chuyển của họ sẽ thấp. Chi phí vận chuyển thấp thì đơn giá vật tư cũng sẽ thấp. Đơn giá vật tư thấp thì chi phí vật tư cũng thấp. Chi phí vật tư thấp thì đồng nghĩa với việc là giá vốn của công trình cũng sẽ giảm theo. Tôi ví dụ, tôi đang xây dựng một công trình ở Bình Dương thì đương nhiên tôi không thể nào mua vật tư của một nhà cung cấp ở ngoài Hà Nội được. Bởi vì nếu như tôi mua vật tư của một nhà cung cấp ở ngoài Hà Nội và thì cái chi phí vận chuyển của họ vận chuyển vật tư từ ngoài Hà Nội vào trong Bình Dương là rất lớn. Từ đó dẫn tới việc là đơn giá vật tư nó sẽ cao. Đơn giá vật tư cao thì dẫn tới các cái chi phí khác nó sẽ đội lên. Rồi chúng ta qua tiếp về đơn giá vật tư. Chúng ta tiếp tục đơn giá vật tư. Thì đơn giá vật tư nó sẽ phụ thuộc vào quy cách vật tư và chủng loại vật tư. Tôi lấy ví dụ thế này. Tôi muốn mua một bộ bồn cầu. Thì bồn cầu á, thì có nhiều loại, nhiều chủng loại. Ví dụ như là của hãng Thiên Thanh, của HC, của Viracella, của Inax. Thì đương nhiên chủng loại vật tư á, mà bồn cầu bằng Inax thì đơn giá nó sẽ cao hơn hẳn so với cả bồn cầu của đơn giá của HC. Đó, tôi cũng đơn cử như này, tôi lấy một bộ bồn cầu một khối của Inax thì có giá là 7 triệu. Tuy nhiên, bộ bồn cầu một khối của HC có giá chỉ có 3 triệu thôi. Đó, các bạn thấy là nó chênh nhau rất là nhiều. Tôi lại nói về cái bồn cầu như thế, bồn cầu trên. Nếu chúng ta mà sử dụng bồn cầu loại 2 khối thì đơn giá nó sẽ thấp hơn bồn cầu loại 1 khối. Đây, tôi có thể chia sẻ cho các bạn hình ảnh về cái bồn cầu 2 khối. Đây là bồn cầu 2 khối và đây là bồn cầu 1 khối. Cùng là một chủng loại HC, nhưng nếu chúng ta sử dụng bồn cầu 2 khối thì đơn giá của nó chỉ có khoảng hơn 1 triệu một bộ thôi. Còn nếu chúng ta sử dụng bồn cầu 1 khối thì giá của nó phải khoảng giá trị của nó khoảng hơn 3 triệu. Nó chênh nhau rất là nhiều. Về khối lượng vật tư thì chúng ta lấy ở đâu? Ban đầu trong tay chúng ta chỉ có duy nhất đó là bản vẽ thiết kế, nên khối lượng vật tư của chúng ta sẽ được tính toán từ bản vẽ thiết kế mà ra. Việc tính toán khối lượng vật tư từ bản vẽ như thế nào và bằng cách nào thì đây chính là một chương trong các bước lập giá vốn công trình. Việc tính toán khối lượng vật tư này tôi sẽ trình bày cho các bạn trong những chuyên đề riêng ở các video sau. Các bạn nhớ bấm theo dõi kênh để không có bỏ lỡ các video tiếp theo. Chúng ta qua tiếp tới chi phí thứ hai, đó là chi phí nhân công. Chi phí nhân công thì bằng khối lượng nhân công nhân với đơn giá nhân công. Đầu tiên ta đi vào là đơn giá nhân công. Đơn giá nhân công là gì? Đơn giá nhân công là giá mà các tổ đội, các nhà thầu phụ báo giá thi công các công tác cấu thành lên công trình. Tôi ví dụ, đây là một bảng đơn giá nhân công về công tác hoàn thiện của một công trình mà tôi đã từng thi công. Trong bảng báo giá này thì có rất nhiều các công tác như xây tường, công tác tô tường, công tác ốp gạch, công tác lát gạch. Rất nhiều công tác, giá của các công tác này thì được lấy ở đâu? Đương nhiên thì tôi sẽ phải lấy từ báo giá cạnh tranh. Tôi có thể lấy cái giá từ 3 đơn vị, 4 đơn vị, thậm chí 5 đơn vị, 6 đơn vị báo giá các công tác. Và đương nhiên tôi sẽ chọn đơn vị nào
có đơn giá thấp nhất để làm đơn giá nhân công. Về khối lượng nhân công, khối lượng nhân công thì được lấy ở đâu? Khối lượng nhân công thì được lấy ở bản vẽ thiết kế. Nó được tính toán như thế nào? Nó được tính toán cũng căn cứ vào bản vẽ thiết kế bằng các phương pháp tính toán. Bằng các phương pháp tính toán thì chúng ta tính toán được khối lượng nhân công này. Khối lượng nhân công mà tính toán, khi tính toán thì được tính toán bằng cách nào? Đây cũng là một chương trong các bước lập giá vốn của công trình. Việc lập khối lượng nhân công này tôi cũng sẽ trình bày riêng ở các video sau, có những video chuyên đề riêng để các bạn cũng nhớ chú ý theo dõi các video sau của tôi. Rồi chúng ta tiếp tục qua đến chi phí thứ ba, đó là chi phí gói thầu. Chi phí gói thầu thì bằng khối lượng gói thầu nhân với đơn giá gói thầu. Thứ nhất, ta nói về đơn giá gói thầu. Đơn giá gói thầu cũng là sự lựa chọn của các báo giá của các đơn vị thầu phụ, như là cửa, như lan can, như trần thạch cao, như đá hoa cương, như sơn nước. Tôi ví dụ, công trình của tôi sử dụng cửa nhôm sinh pha hệ 550. Có hai đơn vị báo giá, một đơn vị báo giá là 2,5 triệu trên 1 m², một đơn vị báo giá là 2,2 triệu 1 m². Thì tôi sẽ chọn đơn vị báo giá là 2,2 triệu 1 m² và 1 m² để làm giá vốn của gói thầu này. Tương tự đối với các gói thầu khác như là sơn nước, như là trần thạch cao, như là đá hoa cương thì tôi cũng làm tương tự. Về khối lượng gói thầu, khối lượng gói thầu thì đương nhiên tôi cũng tính toán được từ bản vẽ thiết kế. Ban đầu thì chúng ta chỉ có bản vẽ thiết kế thôi, cho nên tất cả các khối lượng này chúng ta đều tính toán từ bản vẽ thiết kế mà ra. Việc tính toán này như thế nào, làm sao để có được cái khối lượng này thì nó cũng là một nội dung chuyên đề. Ở các video sau tôi sẽ trình bày cho các bạn rất chi tiết về cách tính toán khối lượng này. Chúng ta qua tiếp theo một chi phí thứ tư, đó là chi phí thiết bị. Chi phí thiết bị thì bằng khối lượng thiết bị nhân với đơn giá thiết bị. Đơn giá thiết bị thì cũng giống như các phần trước, chúng ta cũng căn cứ vào báo giá cạnh tranh của các nhà cung cấp thiết bị để chúng ta chọn được cái đơn giá nào có chọn được nhà cung cấp nào có đơn giá thấp nhất để lấy làm giá vốn của phần thiết bị. Ví dụ tôi cần mua một bộ một bộ máy lạnh chủng loại Daikin thì tôi cũng phải lấy giá của báo giá của 3, 4, thậm chí là 5, 6 nhà cung cấp báo giá. Nhà cung cấp nào báo giá mà có giá thấp nhất, cạnh tranh nhất thì tôi sẽ chọn báo giá của nhà cung cấp đó để tôi làm giá vốn của gói thầu này. Rồi, khối lượng thiết bị thì sao? Khối lượng thiết bị thì chúng ta cũng được tính toán từ bản vẽ thiết kế. Căn cứ vào bản vẽ thiết kế thì chúng ta tính toán được toàn bộ số lượng thiết bị cung cấp cho cả công trình này là bao nhiêu, cùng với sự kết hợp với đơn giá của thiết bị thì chúng ta sẽ có được chi phí của phần thiết bị này. Rồi, chúng ta tiếp tục qua một số chi phí phụ khác. Một số chi phí phụ khác ở đây thì bao gồm gì? Là gì? Đó là chi phí quản lý. Trong chi phí quản lý thì bao gồm gì? Chi phí lương của ban chỉ huy công trình, chi phí giám sát thi công, chi phí bảo lãnh tạm ứng. Thứ nhất, ta đi vào chi phí lương của ban chỉ huy công trình. Tôi ví dụ, công trình này tôi là thi công trong 4 tháng. Tôi sẽ bố trí nhân sự là bao gồm một cán bộ kỹ thuật và một thủ kho. Một cán bộ kỹ thuật thì tôi trả mức lương là 15 triệu một tháng. Một thủ kho tôi trả với mức lương là 10 triệu một tháng. Thì tổng chi phí lương cho một tháng của ban chỉ huy công trình này sẽ là 25 triệu. Nhân với thời gian 4 tháng thì tổng chi phí lương cho cả công trình này sẽ là 100 triệu. Tương tự đối với chi phí giám sát thi công, ví dụ tôi trả một mức lương, mức chi phí một hàng tháng cho đơn vị giám sát thi công này là 3 triệu. Thì trong vòng 4 tháng tôi sẽ phải tốn một khoản chi phí là 3 x 4 bằng 12 triệu. Chúng ta qua đến một chi phí tiếp theo, đó là chi phí bảo lãnh tạm ứng. Chi phí bảo lãnh tạm ứng là gì? Thì sau khi mà tôi làm việc giá cả với cả đơn vị thi công thì tôi chốt được giá của công trình tôi cần thi công là 1 tỷ. Tôi ký hợp đồng là giá trị là 1 tỷ. Thì 1 tỷ này sau khi ký hợp đồng á, thì trong điều khoản hợp đồng có quy định là tôi sẽ tạm ứng cho anh A này là 200 triệu. 20% giá trị công trình thì bằng 200 triệu. 200 triệu. Tuy nhiên, tôi chưa tin tưởng hoàn toàn anh A này. Tại vì tôi sợ là sau khi tôi tạm ứng tiền, anh A này sẽ sử dụng số tiền 200 triệu này là
không có tập trung vào thi công cho công trình của tôi mà lại sử dụng cho những việc riêng của anh, nên là tôi sẽ yêu cầu anh Hà cung cấp một bảo lãnh của ngân hàng, bảo lãnh số tiền mà tôi tạm ứng cho anh Hà, để đảm bảo cho tôi rằng là nếu như là anh A tôi đã tạm ứng cho anh A mà anh A không sử dụng đúng mục đích để và thi công cho công trình của tôi, mà thì ngân hàng mà đứng ra bảo lãnh cho anh A sẽ hoàn trả lại số tiền đó cho tôi. Tôi sẽ không mất số tiền này. Tương tự đối với chi phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng cũng như vậy. Một chi phí phụ khác nữa đó là chi phí chung. Chi phí chung thì bao gồm gì? Bao gồm chi phí cúng khởi công công trình. Thì tùy thuộc vào công trình lớn hay nhỏ, tùy thuộc vào gia chủ như thế nào thì cái chi phí khởi công này sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như vậy. Chi phí tiếp theo nữa là chi phí chắc đạc công trình. Ban đầu tôi khi mà tôi nhận mặt bằng thì tôi chưa biết vị trí của công trình ở đâu, cao độ công trình như thế nào, thì tôi phải thuê một đơn vị chắc đạc để định vị công trình cho tôi, định vị các cái hạng mục công trình, cao độ của công trình này. Một chi phí nữa chính là chi phí lập hàng rào tạm, hàng rào quây tôn, lán trại cho công nhân để ở, và tiếp theo nữa là chi phí văn phòng ban chỉ huy công trình. Văn phòng ban chỉ huy công trình thường bây giờ là sử dụng các container làm sẵn, nó đã bao gồm ở trong đó đã lót gạch và lắp đặt máy lạnh đầy đủ. Ngoài ra trước khi thi công thì chúng ta cần phải là khoan giếng thi công. Khoan giếng thì độ sâu của giếng khoan thì phụ thuộc vào nền đất ở khu vực đó. Đây cũng là một chi phí ban đầu cần phải mà chi phí chúng ta cần phải bỏ ra. Một số chi phí tiếp theo như là chi phí vệ sinh công trình sau khi hoàn thành. Thì sau khi hoàn thành công trình, tôi phải cần thêm một chi phí, đó là ví dụ chi phí này như là lau dọn nền gạch, lau kính, vệ sinh lan can. Các chi phí này thì gọi là chi phí vệ sinh công trình sau khi hoàn thành. Một chi phí nữa cũng khá là quan trọng, đó là chi phí hoàn trả mặt bằng xong sau khi thi công xong. Tôi ví dụ trong quá trình thi công thì tôi có làm hư hỏng một phần nền đường bên cạnh công trình, thì đương nhiên là sau khi đã hoàn thành xong công trình rồi thì tôi phải thi công sửa lại cái nền đường đó để hoàn trả lại mặt bằng thi công về đúng cái hiện trạng ban đầu. Rồi, chúng ta tiếp tục qua đến phần 2 trong video ngày hôm nay. Phần 2 này chính là các bước lập giá vốn của một công trình. Thì ở đây có 4 bước lập giá vốn của một công trình. Bước thứ nhất rất quan trọng, như tôi vừa mới trình bày với các bạn ở trên, thì đầu tiên chúng ta muốn tính toán được các chi phí như chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí gói thầu, chi phí thiết bị, thì chúng ta đều căn cứ vào bản vẽ thiết kế. Ban đầu chúng ta chỉ có bản vẽ thiết kế thôi, nên muốn tính toán được các khối lượng này thì chúng ta phải, điều đầu tiên chúng ta là phải đọc được bản vẽ và hiểu được bản vẽ thiết kế. Bản vẽ thì có rất nhiều bộ môn. Đó là bộ môn kết cấu, bộ môn kiến trúc, bộ môn điện nước, bộ môn phòng cháy, vân vân. Rất nhiều. Thì bước đầu tiên trong việc lập giá vốn của công trình chính là việc đọc được bản vẽ và hiểu được bản vẽ. Bước thứ hai, đó là sau khi chúng ta đã đọc được bản vẽ và hiểu được bản vẽ rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào tính toán khối lượng cho vật tư, thiết bị phục vụ thi công công trình từ bản vẽ thiết kế này. Đó, nếu chúng ta khi mà chúng ta đã hiểu được bản vẽ thiết kế rồi thì tới bước này cũng sẽ không có gì là khó khăn, cũng rất đơn giản. Sau khi đã hoàn thành bước 2 rồi, chúng ta chuyển qua bước 3. Bước 3 chính là lập giá vốn của vật tư, giá vốn nhân công, giá vốn thiết bị cho từng cấu kiện, từng gói thầu của công trình. Giá vốn ở đây chính là các chi phí đó. Tôi ví dụ ở đây, giá vốn vật tư thì bằng chi phí vật tư. Giá vốn vật tư là tôi ví dụ ở đây giá vốn vật tư là chính là chi phí vật tư. Chi phí vật tư thì bằng khối lượng vật tư nhân với đơn giá vật tư. Khối lượng vật tư thì chúng ta đã tính toán được ở trong bước 2 rồi, thì chúng ta chỉ cần xác định thêm giá của vật tư nữa là chúng ta có thể lập được giá vốn của vật tư. Tương tự đối với các chi phí khác như là nhân công, thiết bị, chúng ta cũng làm như vậy thôi. Sau 3 bước trên rồi thì chúng ta kết hợp cùng với các chi phí phụ như chưa tôi vừa trình bày để chúng ta tổng hợp lại chi phí cho toàn bộ công trình, thì khi đó chúng ta sẽ có được giá vốn cho toàn bộ công trình này. Rồi, tôi vừa mới trình bày cho các bạn về cách tính toán các chi phí cấu thành lên giá vốn của công trình và các bước lập giá vốn cho một công trình.
Thì trong các video tiếp theo, tôi sẽ cùng các bạn chia sẻ và đi sâu hơn về các bước lập giá vốn của công trình, từng bước một, từng chương một trong các bước lập giá vốn của công trình này, để chúng ta dần dần hình dung ra được cách tính toán giá vốn một công trình một cách đơn giản nhất. Các bạn xem video của tôi, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ. Các bạn nhớ comment cho tôi ở phía dưới, tôi sẽ theo dõi và trả lời các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi.